Dạ vâng ạ, em Giai Tiến Lực xin lại được kính chào toàn thể quý anh chị cũng như bác mình đã quay trở lại với video mới nhất của bên em. Rất là vui khi lại được đồng hành cùng quý anh chị mình trong video mới nhất của bên em ngày hôm nay. Đó, đó hôm nay em sẽ lên cho các bác này một tác phẩm mà chính xác hơn ạ, sẽ là một siêu phẩm hay một cực phẩm mình nhá. Đó, một cực phẩm được chế tác trên phôi gỗ gì ạ? Đó chính là phôi gỗ là chắc cũ mình nhá. Để về nói về cái dòng chắc cũ này này, đó từ xa xưa đến nay rồi thì luôn luôn được các giới đại gia hay những nhà siêu tầm gỗ gọi là săn tìm hay tìm kiếm rất là cất cao mình nhá. Với cái một phôi gỗ mà to khủng gần như là to nhất thị trường hiện nay rồi mình ạ, thì kiếm đâu ra cho em Giai được các mình ơi, kiếm đâu ra được ạ? Và một gọi là siêu phẩm, một tác phẩm to như vậy thì đương nhiên sẽ phải một tay nghề của bác nghệ nhân xứng tầm chế tác lên. Và cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ, khi tác phẩm này được nghệ nhân gì ạ, nghệ nhân Xuân Trinh để chế tác mình nhá. Để về nhắc lại một chút về bác Xuân Trinh này, bác nghệ nhân Xuân Trinh là một nghệ nhân quốc gia mình nhá, chuyên chế tác gì ạ, những tác phẩm về cụ tế công hay là cụ trưởng mì các mình nhá. Đó, và một tác phẩm cụ tế công trên dòng gỗ chắc cũ này vẫn là một bác nghệ nhân quen thuộc, nghệ nhân quốc gia Xuân Trinh chế tác mình ạ. Đó, em sẽ thông báo chiều cao kích thước cho mình nhá, một tác phẩm liền khối to, rất to luôn, gần như to nhất thị trường đúng không ạ. Với chiều cao cho em sẽ là 73, ngang 69 và sâu cho em Dài sẽ là 54 các mình nhá. Đó, em xin phép là sẽ mời camera lại gần để các bác mình cùng ngắm nhìn và thưởng lãm những cái đường nét đục là cực kỳ đẹp này các bác mình nhá. Và một tác phẩm đẹp thì đương nhiên cái diện đầu tiên phải đẹp đúng không ạ các mình nhá. Quay gần cho em Dài cái phần diện cụ nào các mình ơi, từ những ánh mắt thần thái đó đập vào mắt của chúng ta luôn. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà đúng không ạ, ánh mắt của cụ thì sao ạ, cụ làm mà có tên khác cũng là cụ tế say thì ánh mắt của cụ hay thần thái cụ luôn luôn trong tình trạng say xỉn đúng không ạ, không có gì khác biệt đúng không ạ, rất là đẹp các mình nhỉ. Chạm trổ cho em những đường khóe mắt hay những đường mà vân nhăn nheo đấy, những thần thái gù má quá chân thật luôn, các bác nhìn giống rất giống khuôn mặt người thật đúng không ạ. Thổi qua nghệ nhân Xuân Trinh thổi hồn một tác phẩm này thì đúng là không có điểm gì để chê. Và sau đó là những chuỗi vòng hoạt đục cực kỳ tròn trịa và đều nhau của mình nhá, bố trí rất là hợp lý mình này. Và điểm tiếp theo là những cái tà áo hay vạn áo này, những nét gấp ở đầu gối đục này còn cho em này, đặc biệt sáng tạo cho các mình ơi, lại còn rách cho em cái phần gối này quá chi tiết và rất là chân thật mình nhá. Bác nhìn những người vạt áo này kênh bong hết cho em Dài mình nhá, kênh bong hoàn toàn cho em Dài mình này. Đó mình này, đẹp chưa ạ, một bình rượu to đó. Anh Trai có thể quay cho em này cả những cái bàn tay của những cái đường gân tay hay những xương tay, bác nhìn này chân thật không ạ, giống ngoài đời thật không ạ, quá giống thật cho mình nhá. Đó mình nhìn này, cả phần chân mình kìa, ngón chân bác nhìn này, không mà qua nhìn được, đặc biệt chưa ạ, rất là tự nhiên mình nhá, không bao giờ bị thô quá mình nhìn này, xương sọc rất là chính xác mình nhá. Đó, một diện chính rất là đẹp rồi. Ngoài ra một tác phẩm đẹp như vậy còn những cái gọi là tiểu cảnh nữa mình nhá, tiểu cảnh nhìn cho em Dài này. Đó, một chú cóc ở dưới đây, một chú cóc ở dưới đây di sần rất là kỹ cho em Dài này, di sần rất là kỹ nhá. Đó, chưa hết đâu nhá, chưa hết cho em Dài đâu, tác phẩm một đục tứ diện mà, thế nên là sau đó vẫn sẽ còn những cái gọi là những cái tiểu phẩm nữa mình ơi. Đây là gì ạ, một chú tắc kè đúng không ạ, một chú tắc kè mà nhìn di sần vẫn rất là chi tiết và đang gọi đang dình một chú gọi là gì ạ, một chú dế mèn rất là đẹp mình nhá, gọi là rất là tự nhiên. Một phong cái cụ đang ngồi trên em đồ rằng đấy, những em gọi là nấm này, em đồ rằng cụ đang chắc ngồi trên bờ mương hay là chỗ nào đó uống rượu rất là thư thái đúng không mình ạ. Đó hay những cái rách này, một tác phẩm đẹp như vậy các bác mình ngắm nhìn cho em kỹ chưa, to đẹp đục cho em kênh bong tứ diện từ trước ra sau rất chi tiết anh em mình nhá. Đó, em Giai mời các bác cùng ngắm nhìn tác phẩm tổng thể lại một lần nữa này. Đó, các bác ưng ý tác phẩm và cho em xin những cái lời nhận xét ở bên dưới phần comment của mình nhá. Đó, một cụ em xin chia sẻ lại là một cụ tế công đúng không ạ, chất liệu gỗ là gỗ xưa cũ của mình nhá, và được bác nghệ nhân quốc gia Xuân Trinh bên em chỉ tác mình này đúng không ạ. Dạ vâng ạ, video hôm nay em lên cho bác thưởng lãm cái cụ siêu phẩm cực phẩm cụ tế công đây thôi. Đó, các bác nào quan tâm thì để lại em nhận xét ở dưới comment nhá. Rất là cảm ơn các bác theo dõi video hôm nay và xin được kính chào toàn thể anh chị em mình ạ.